Ok, hello anh Xin em chào anh và chào mừng anh em quay trở lại kênh channel của Slide nha. Mình đang ở đây. Ok, thì ngày hôm nay bên Tinh Thần Việt Nam chúng ta đã có một sự kiện, đó chính là vòng quay mới này mà. Ok, và trước khi đến với vòng quay đó thì mình sẽ tức là đồn đớn cho anh em là trong xe trong cái gọi là quân đoàn mình, anh em hiện tại là vẫn chưa full người. Mình đó là những bạn nào muốn vô server, vô cái quân đoàn mình á thì anh em có thể làm xin vào nha. ID là 40 6646 6020. Đấy thì ID sẽ là nằm chỗ này nha anh em, thì nó có thể là vào thông qua ID này và điều kiện là chỉ cần đổi tên và gánh huyền thoại là được, hoặc từ kim cương đến huyền thoại nha anh em. Ok, từ kim cương chứ lên và đổi tên là được nha. Nếu mà anh em vào rồi thì anh em có thể liên hệ mình để mà lấy cái ký tự đổi tên nha anh em. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái vòng quay, tức là cho phép chúng ta lấy cái skin là M014 chiến tranh. Và thật sự mà nói á, là khi mà mình nghe được cái thông tin là khẩu này quay trở lại anh em, thì mình lại nhớ đến thời điểm là khoảng 3 năm trước, cái thời mà mình ngồi thức đêm lúc 0 giờ sáng để mình đón cái vòng quay chế tác đầu tiên của khẩu này ra mắt này anh em. Thì lúc đó là mình chỉ còn 100 đúng 100 nghìn trong tài khoản của mình thôi. Mình đã quyết định là nạp 100 nghìn nó vô để mà test cho anh em xem vòng quay chế tác để mà lấy một cái khẩu, tức là cái khẩu này. Đó, lúc trước mình lấy khẩu này là do mình thấy khẩu này ngon, tầm xa tốc độ bắn. Và lúc trước cái khẩu này cũng mạnh đó anh em, không phải đơn giản đâu. Vậy là thật sự mà nói là giờ nhìn lại anh em thì quãng đường mà chúng ta đi cũng lâu phải chưởng rồi. Ok, và bỏ qua vấn đề là kỷ niệm đó đi anh em, và chúng ta đến với sự thật ở ngày hôm nay, tức là vòng quay chế tác chúng ta không còn nữa và cái vòng quay tổ ong nó đã thống trị gọi là cái là phai phai rồi anh em à. Và ở đây á, trước tiên là mình cũng thông báo cho anh em luôn là tháng này khả năng cao là sẽ có số huyền bí, và trong số huyền bí sẽ bán cho chúng ta những cái loại vé đặc biệt để cho chúng ta có thể test cái vòng quay này. Vậy nên là những bạn nào mà không cần gấp cái khẩu này thì hiện tại anh em không cần phải săn ngay thời điểm mà nó vừa mới ra mắt đâu, mà anh em chỉ cần đợi cho nó khoảng đến ngày 6 tháng này, 6 tháng 4 hoặc là ngày 7 tháng 4 á, chúng ta sẽ có một cái shop giảm giá. Ừ, có thể là thăng cấp giảm giá, cũng có thể là ngày hậu mua sắm, cũng có thể là số huyền bí, và cũng có thể là bánh xe nhân phẩm vơ 2 nên em. Đấy thì hy vọng là chúng ta sẽ có số huyền bí nha, để cho anh em có thể là trải nghiệm được cảm giác của số huyền bí và mở skin kia nắm đấm nữa, giống như là mình đã từng làm cho anh em xem vậy. Nếu mà anh em muốn xem thì anh em hãy đăng ký kênh lại đi, thì lúc đó mình sẽ test cho anh em xem. Ok, thì chắc chắn với em một điều là những cái khẩu súng trong đây mình sẽ không đủ khả năng để mà lấy rồi, nên là mình sẽ test cho anh em xem với cái mức kim cương là tương đối thôi nha. Ở đây mình có một K380 và mình sẽ test thử xem á là liệu rằng để cho nó có thể là đủ tiền mà lấy một khẩu mà không cần phải quay ra vĩnh viễn thì nó sẽ tốn bao nhiêu nha. Và cũng hy vọng là nó không ra những cái khẩu mà đã có rồi đó, tại vì tôi hay nghi nghi mấy cái bài của anh gà anh em. Em biết sao không, thì lâu lâu á sẽ có một cái chiêu trò mà anh gà cho chúng ta hiểu lầm là vòng quay này tỷ lệ ra dễ và tỷ lệ ra đồ vĩnh viễn là có, bằng cách là anh cho chúng ta ra những skin súng mà chúng ta đã có rồi đó. Thì mình đã bị rồi anh em, mình đã bị rồi, hiện tí nữa mình sẽ cho anh em tại sao, cho anh em xem tại sao mình đã nói vậy nha. Chúng mày cũng dễ hiểu thôi anh em, những skin súng mà chúng ta đã có rồi á mà vô tình mà nó quay ra nữa thì nhiều bạn sẽ hỏi, nhiều bạn sẽ nghĩ là rất là tỷ lệ nó cao ra đồ vĩnh viễn là có đúng không, nhưng mà không. Ôi trời ơi, 10 lượt 10 huy hiệu, giả mang thì chứ, vãi thiệt chứ anh em. Ok, mà lục mười huy hiệu chơi cái gì nữa anh em. Đấy rồi, 4 ô 3 ô x1 mà vô toàn x1 không à, vãi nào. Bởi vì nói thiệt anh em, đây là một trong những vòng quay mà khiến cho người Việt Nam chúng ta rất là tức chế luôn em, mà tức chế tột cùng luôn chứ không phải giận dừa nữa. Rồi được đúng lượt x5 với lượt x2 luôn đấy, tức chế lắm anh em ơi. Thì cùng lắm là mình sẽ đổi cái hộp súng để mình lấy skin vĩnh viễn, chứ mình không lấy cái bộ bộ súng này đâu. Mình có hai khẩu ngon nhất rồi, bây giờ lấy cái khẩu này làm gì nữa đúng không anh em. Đấy, ok rồi, bây giờ chúng ta có là 53 huy hiệu, mình tốn đâu đó là khoảng 600 kim cương, 600 kim cương cho 53 huy hiệu. Thì anh em sẽ tính cho mình nhân lên nha, khẩu đắt nhất thì khoảng cái khẩu đắt nhất thì khoảng 200 huy hiệu đến 220 anh em đó, khẩu đắt nhất khoảng 200 đến 220, vì đây là khẩu cùi nhất nè, khẩu cùi nhất 150, thì khẩu này khoảng 160 hoặc là 170. Thì mình không có nick phụ để mình test cho anh xem, cho nên là anh thông cảm. Khẩu đắt nhất khoảng 200 220 thì anh em sẽ tốn đâu đó khoảng 2400 cho đến 3000 kim cương. Thì khẩu nói chung là cái món nào mà bảy đá nó cũng đều như vậy thôi anh em, nó cũng không quá khác biệt đâu. Cho nên là nếu mà bạn nào muốn săn thì xác định là 3000 kim cương đi, 500k Việt Nam đồng đó, 500k là tốt nhất nha anh em. Chứ đừng nghĩ là anh em nạp vô rồi anh em chờ lại vận may quay đồ vĩnh viễn, không có đâu anh em, rất là khó nè, mà rất là khó luôn. Thề tôi nói thiệt, nhưng mà không bao giờ mà có vụ mà dễ ăn gì đối đối với người ghén đâu anh em.
thậm chí là những cái hộp súng này nè, anh em mở ra nó còn chưa cắt gì ra được cái skin vĩnh viễn cho anh em xem nữa. Ok, thì mình sẽ đổi thử một vài hộp xem. Đấy, mình hy vọng mình sẽ ra vĩnh viễn trong cái lần này luôn nha. Rồi, 86% rồi. Ui, cơ hội đến rồi anh em ơi. Cơ hội đến rồi, 86%. 86 cộng 6 là 92. Ok. 92 ba hộp nè. 92 với cái này 5 là 97. Rồi, thử mở lên em. Đã đạt mức rồi, rồi trời, đậu xanh đạt lực mua giới hạn là sao? À, là không được mua nhiều hơn đúng không? Rồi luôn, 98%. 98% mà mình còn xíu nữa à. Rồi ok, chúng ta test thử đi anh em. 98% thêm lượt nữa. Rồi 6 hiệu đổi hộp đi, nếu mà ra được đủ luôn thì ok. 2%, trời ơi, 99%. Ảo ma thiệt chứ anh em, thề luôn. Không khi nào mà tôi thấy anh gà chơi là đàng hoàng trong những lúc nãy trên, trời ơi, thề luôn. Cái lượt cuối cùng lại cho hai huy hiệu làm gì, lượt cuối cùng cho hai huy hiệu làm gì anh em. Rồi 100% vĩnh viễn, ok. Đứng ra là chúng ta quay, chúng ta không lỗ nha anh em, quay là quay chế tác là 104 mà được tặng luôn cái khẩu tiếng của địa ngục, trong gọi là trong phiên bản là được là tích lũy nha. Đấy ok, và tóm lại đem một điều á, tỷ lệ ra huy hiệu của vòng quay này thì nó cũng vậy thôi, nó cũng không quá cao để cho anh em có thể là săn được skin súng với giá rẻ nha anh em. Thông thường là anh em cứ chơi theo khoảng 3.000 kim cương thì may ra anh em còn được, còn nếu mà anh em 2.500 kim cương thì cũng hên xui lắm, chưa chắc gì anh em làm được nữa. Ok, và trong cái phần tự chiến đầu mùa á, hôm bữa sự kiện kia thì nhiều bạn có nói mình đó là tới ngày ngày mấy mới hết đó, nhưng mà thật ra là anh gà đóng sự kiện này sớm thì phải, tôi không nhớ rõ, nên có thể xem lại những cái clip mà mình review anh em. Mình có lướt qua cái sự kiện này và mình cho anh em xem luôn rồi đó. Nếu mà anh em nào có thấy thì anh em có thể xem lại để xem là nó đúng như vậy hay không nha. Thì theo mình thấy là y chang vậy luôn á. Ok. Ở đây thì mình có cái phần quy đổi để mà mình lấy kim cương đây mà. Đấy, mình lấy kim cương để mà để dành lại để mà test sự kiện anh em xem tiếp. Ở đây mình có 1.207 được quy đổi. Ok, và nếu như mà mình không có đổi những cái món đồ như là kim cương thì mình có thể dùng nó để mà đổi những cái hộp này nè. Hộp huy hiệu gắn thần 5 hộp. Đấy, mấy hộp huy hiệu nâng cấp là 5 hộp nha anh em. Rồi bom keo rồi cũng như gói lãng khách rồi bộ áo mưa bịt vàng. Đấy, áo mưa bịt vàng free luôn, đơn giản nữa mà. Còn anh em mua trong kia thì tốn tiền ấy. Ok. Tóm lại thì nếu mà anh em dùng 1.000 kim cương nên bỏ ra anh em săn áo mưa bịt vàng thì anh em có thể đổi trong đó cũng được, không có vấn đề gì. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói cho anh em tại sao mà mình lại bảo là cái vòng quay á, anh gà thường xuyên chơi theo kiểu kia nha anh em. Đó chính là trong phần học tủ đồ của mình anh em thì sẽ có cái gói này. Đó. Tại sao gói này mình đã có sở hữu rồi mà là mình đã còn cái bộ hộp này nữa? Tại vì trong một cái lần mình test vòng quay cũng lâm nhâm nhâm quay trở lại á, thì mình đã vô tình quay được cái gói này và một cái gói nữa là cái gói hổ trùng lắm chiêu hay là cái gói gói nhà người ta gì đó, nhưng mà gói đó mình mở luôn thì rồi nó không có ai. Đây nè đấy, cái gói hổ trùng lắm chiêu mình chưa mở rồi, gói này mình chưa sở hữu mà mình cũng không có xài, nhưng mà cái gói gói nhà người ta với gói khủng long nhau nhau anh em thì mình đã có. Lý do là mình không có mở là vì mình đã có rồi, mở ra thì cũng thành quyền thẻ quy đổi à đó. Thì mình nói cho anh em là anh gà lâu lâu anh sẽ cho chúng ta một cái ân xá một cách là chung là vô chi lắm, nói chung là không 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 cần thiết đâu. Tức là những cái đồ mà chúng ta có rồi anh em thì tự nhiên cái anh gà cho chúng ta mở ra vĩnh viễn đó, anh em quay ra vĩnh viễn thì lúc đó anh em ta bảo là ôi trời ơi, cái vòng quay này anh gà cho đồ vĩnh viễn dễ vậy đó, cho đồ vĩnh viễn dễ vãi chưởng luôn. Nhưng mà ra anh em không biết một điều á, là những cái món đồ nào anh em có rồi á thì mới cho mà anh em mới quay ra lần nữa đó. Thì sao, thì anh em đã có rồi anh em sẽ không cần nữa đó. Ví dụ như là hai khẩu này đi, mình đã có rồi thì anh gà cho ra mình ra một trong hai khẩu này đi thì chúng cũng trở thành thẻ quy đổi à, chứ cũng đâu tốn rồi là nó cũng đâu có hao tốn bao nhiêu, không có nó không tốn đồng nào của anh gà cho anh em, mình chỉ tốn tiền thôi. Mình quay tới khúc nào đó thì mình sẽ ra được một trong hai khẩu này và mình cứ nghĩ là skin súng vĩnh viễn là có ra nha chứ không phải không có, nhưng mà đó là tính là ý đồ của anh gà đó anh em chứ không phải là gì hết trơn á. Cho nên là anh em hãy tỉnh táo trong mọi tình huống nha, quay ra đồ vĩnh viễn mà trong khi đồ đó anh em chưa có thì mới là thật, còn nếu mà quay đồ vĩnh viễn mà đồ đó anh em có rồi thì đó là phách anh em và đó là lùa gà đấy. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, nếu mà thấy video hay thì đừng quên cho mình một like, và trong video này vẫn có code và code chỉ có một lần nhập thôi, anh em nhập nhanh tay thì anh em comment cho mình biết nha. Và vậy bye bye, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo, bye bye.